Xóm loa bẫy chim Tuấn Lan lại gửi lời chào tất cả các bác, đặc biệt là các bác chuyên đi bẫy chim sẻ, chim tào màu chích chè, cu gáy, thì bên xốp cũng cung cấp các loại điều loa điều khiển từ xa dành cho các bác đam mê đi bẫy chim. Thì đầu tiên là em cũng bán rất nhiều mẫu loa điều khiển từ xa, các phụ kiện săn bẫy và keo bẫy cò, bẫy vạc, bẫy chim sẻ các bác nhé. Thì hôm nay em giới thiệu cho các bác một cái loa ZI phiên bản 2018 để các bác đi bẫy chim sẻ. Thì bên em thì cũng bán rất nhiều mẫu, nhưng hôm nay em giới thiệu cho các bác đây là cái mẫu loa này, phiên bản đây là loa độ các bác nhé. Loa này là loa VKE898 này, phiên bản 2018 các bác nhé. Đây cái vỏ màu thì vỏ đây là vỏ loa này. Thì đây là một cái bác ở Điện Biên đã mua cái loa này, thì hôm nay em độn loa cho các bác. Đây là loa độ của bên em. Shop thì cũng nhận các bác mà có nhu cầu thì em cũng độn loa cho các bác luôn. Đây là hai chép ốc nhồi các bác nhé. Và đây là hai chép thạch anh em đã nối sẵn cho các bác rồi. Các bác về chỉ việc đánh thôi. Cái loa ngoài thì loa trong của nó thì em đã tháo ra, em độ hộ thì các bác thì em đã để ra đây rồi. Phụ kiện thì đây là cái một cái tai nghe các bác nhé. Đây là cái mic nói này. Và cái dây đeo loa và một cái sạc loa và một quả pin xoay cua ở cái máy này. Đây là cái điều khiển từ xa, cái mod điều khiển từ xa này dùng pin pin tiểu các bác nhé. Đấy. Thì đây là cái túi đeo loa. Thì em để đây luôn. Đây là cái hai chép ốc nhồi và hai thạch anh là chuyên bẫy chim sẻ các bác nhé. Thì đây là cái mẫu loa là 2018 các bác ạ. Đây là em in sẵn trên hình đây rồi. Đấy. Cái mẫu này là tắt mở trên điều khiển các bác nhé. Đây. Em bật lên cho các bác thì các bác bật lên thì các bác ấn cái đầu đây này. Thì bật đây là các bác nó sẽ kêu. Đấy. Đây tiếng chim sẻ các bác nhé. Đấy. Này thì nó tắt mở trên điều khiển các bác nhé. Các bác ấn vào đây 5 giây là tắt hẳn nguồn điện này. Đấy, giữ cái là tắt hẳn nguồn điện. Các bác nếu bẫy chim sẻ mùa này thì bây giờ cũng là cuối vụ rồi, thì các bác nên độ chép này thì đánh hiệu quả rất là cao. Một đàn sẻ có khoảng 40-50 con thì bác đánh được cỡ khoảng 40 hoặc 45 con. Nó chỉ rớt rót vài con là bị chạy mất thôi. Thế còn nó hiệu quả rất là lớn. Các bác mà không dùng cái chép này thì hiệu quả đánh rất là thấp các bác nhá. Nên các bác phải độn thêm cái chép thạch anh với chép ốc nhồi này vào thì đánh hiệu quả rất là ok. Thế nên là anh em đây em bật lên đấy, nó bật lên thì các bác cũng bật lên lúc này giữ 5 giây thì lên đấy, thì cái hàng này chất lượng rất là ok các bác nhá. Đấy, độn loa đánh nó ok, tiếng rất là đanh, các bác nên độn. Thì các bác mua thì vui lòng liên hệ theo hai số điện thoại này của shop. Theo 2-3 số điện thoại của shop nhé. Shop thì nhận ship hàng toàn quốc, gửi qua đường COD. Các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nên là các bác yên tâm, hàng em bảo hành cho các bác luôn. Nếu như có các bác xem video thì đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất của bên shop. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.